Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video này, bên mình giới thiệu nghe mình cái dòng phân tần dành cho loa toàn giải có mô đen là GD205 đã về hàng. Phân tần này đánh được cho những cái loa bát công suất là 200W. Nó sẽ là bát là như là bát 30 mà côn 51 anh em nhé. Côn 51 tầm 200W đánh rất là tốt. Loa toàn giải có nghĩa là một cái loa mà nó sẽ ra giải một đường ra đấy. Nó sẽ là một bát, cả bát này, cả chung và cả tép, thì cái phân tần này nó sẽ làm được nhiệm vụ đó luôn. Ở trên cái phân tần ở đây thì người ta ký hiệu chữ in là chiều vào cái phân tần này, và bên cạnh đây là chữ bớt thì là ra chiều ra cái loa bát này anh em nhé. Bên này là dương này, bên này là âm này, trong bên này là dương này, bên này là âm này, nghĩa là hai bên này nó sẽ là dương và hai cái giữa là âm anh em nhé. Đó. Phân tần này thì có cái giá bán cho một đôi là 450.000 đồng bao ship, và phân tần mình sẽ có bán lẻ một cái anh em nhé, 450.000 đồng một đôi và sẽ bao ship và dây dợ mình vào luôn ở đây, thì cấp dây luôn về nhà anh em có thể tự bắt. Có cái này cần là thao tác anh em nhé, là thao tác cần bắt tô vít thôi là được, và công tắc này anh em gạt sang bên tay trái màn hình quý bạn thì nó sẽ tăng lên 2 Hz, và để không để CPN là gạt bên phải như này nghe trung tính. Đó, mình báo này giá đây là 450 một đôi bao ship toàn quốc. Anh em lấy số lượng báo bên mình để có giá tốt nhất nhé. Và chào anh em.